Hơn 8 năm gắn bó cùng cặp kính cận, đã đến lúc thay đổi bản thân một chút rồi. Trước đây, mỗi lần tìm hiểu về phương pháp xóa cận, tiếng tòa nghe con số hơi nhiều, cộng thêm việc nghỉ dưỡng khá lâu nên mình rất cân nhắc về việc có mổ hay là không. MSG Sông Hàn là bệnh viện đầu tiên sở hữu công nghệ hiện đại SMILE tại Đà Nẵng. Bệnh viện mắt Sài Gòn Sông Hàn thuộc hệ thống bệnh viện mắt Sài Gòn, hệ thống bệnh viện chuyên khoa mắt lớn nhất toàn quốc tại 357 Lê Văn Hiến, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Đầu tiên phải kể đến đó chính là đội ngũ y bác sĩ cực kỳ thân thiện và nhiệt tình, cùng trang thiết bị máy móc hiện đại. Các dịch vụ ở bệnh viện mắt hiện nay gồm có khám và phẫu thuật khúc xạ, điều trị đục thủy tinh thể và khám chuyên sâu mắt. Với một người làm content như mình thì việc tiếp xúc với điện thoại rất nhiều, ảnh hưởng đến mắt, đó là điều dễ hiểu. Bên bệnh viện có nhiều công nghệ hiện đại thế này thì yên tâm mà lựa chọn các dịch vụ và sản phẩm phù hợp rồi. Ở đây khám và phẫu thuật trực tiếp do giám đốc bệnh viện là bác sĩ chuyên khoa Lương Trọng Tường với 25 năm kinh nghiệm và phẫu thuật hơn 30.000 ca thành công, cùng trang thiết bị phẫu thuật hiện đại, hệ thống VisuMax, phẫu thuật khúc xạ độc quyền phương pháp RelaxSmile nhập khẩu nguyên kiện từ Đức trị giá gần 20 tỷ. Được chạm tay vào hệ thống VisuMax phẫu thuật khúc xạ độc quyền gần 20 tỏi, đó là điều vinh dự cho Tiến. Chỉ tốn gần 2 phút và bye bye luôn cặp kính cận của mình. Sau khi thăm khám một hồi thì tôi phải ăn để bổ sung một chút năng lượng. Tại đây còn có phòng hậu phẫu chuẩn khách sạn để mọi người có thể nghỉ ngơi sau khi mổ nha. Bạn nào ở Đà Nẵng thì ghé ngay bệnh viện mắt Sài Gòn Sông Hàn thăm khám nha. Cảm ơn mọi người. Bye bye.